Bàn non chấm với muối ớt ngon lắm, ngon mấy bạn. Trời Phật ơi, dưới trái bàn non mà cũng ăn được nữa. Ok, đi kiếm về chấm muối ớt ăn thử nha mọi người. Cái gì chứ ba, cái đồ quỷ bàn này một đống ở đây ai đâu mà ăn. Bây giờ tôi chở sen đá chạy đi kiếm, thấy vậy chứ khó hái lắm mọi người. Mấy cái cây nó cao nhất trên trời mây chảnh á. Ở chỗ cây bàn đầu tiên thì hái bàn tươi không được, nhưng mà mấy trái bàn khô rụng ở dưới nhóc hết trơn, lượm tầm 10-20 trái gì được rồi. Rồi bây giờ hai đứa tiếp tục chở nhau đi kiếm bàn non, nhớ sực lại ngay cây cọc cái găng bé nhé. Có mấy cây bàn nó cao lắm mà quàng cái đọt qua cầu mọi người, đứng trên cầu giới qua hái là tới rồi. Hai chân ta đi qua đi lại, ta nhìn muốn đội quần. Hai thằng nội này hái trái bàn làm gì không biết. Tại nãy dưới tôi không ai ăn chứ mọi người, chắc tôi sen đá là người đầu tiên luôn á. Sen đá thì hái mấy cái trái non, còn tôi thì quàng xuống hái mấy cái trái vàng. Mấy cái cây bàn mọi người hái cẩn thận nha, đụng mấy cổ khiến vàng nhóc. Rồi hái nhiêu đây hai đứa về bỏ trong cốp xe chứ đâu dám bỏ ngoài. Ai có muốn ăn không dám hái, liên hệ tôi hái tôi gửi cho. 1 ký lấy ghẻ thôi 50.000 được rồi, do là mấy trái bàn rụng dưới đất nó hơi dơ. Mọi người đem về cố gắng rửa cho thiệt là sạch, rồi mời mọi người cùng trải nghiệm với hai đứa mình nha. Vậy là hai đứa mình tìm ra đầy đủ các trái bàn nha mọi người. Đây là trái bàn non nè. Thì anh thương em như thương cây bàn non, đúng không? Còn đây là trái bàn già nha mọi người, bàn già nhưng mà nó chưa rụng. Còn đây là trái bàn nó đã rụng rồi nè, mọi người thấy không? Mình sẽ ăn ba loại này coi cái nào ngon nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ chấm với muối ớt nha mọi người. Mình ăn chàng ngon nhất nha mọi người. Rửa cho thiệt là sạch hết ăn nha. Chấm với muối ớt. Nó chua chua, chát, độ chát nhiều nha. Để anh ăn thử ngoài. Nghe nó cái vỏ. Đắng rồi, đắng dữ lắm, đắng nha mọi người. Rồi giờ mình ăn trái bàn già thử cho người. Trái bàn không. Cứng. Cứng ngắn trái bàn già dữ lắm rồi. Để mình ăn thử cái vỏ à. Chát lắm, không có được, nó già rồi nè, nó có sơ rồi nè. Không ăn được. Để mình lấy cái dao mình gọt cái vỏ thử coi cái do cái vỏ nó chát hay là do ở trong nó chát cho mọi người. Ok mọi người đợi mình chút xíu nha. Mình gọt vỏ rồi nha mọi người, bây giờ mình ăn thử ngoài nha. Được không? Không có đắng đúng không? Hết đắng rồi mọi người. Ở trong là nó kiểu như nó chát, nó giống như trái anh biết trái bần nước không? Kiểu khỉ vậy. Nó giống giống như cái mùi của trái bần mọi người. Không có còn đắng nữa. Mình nghĩ đắng là do cái vỏ, mình chát là do cái vỏ. Ăn nếu mà ai ăn chát, ăn đắng, ăn chua, giỏi, không phải chua, ăn chát, ăn đắng, giỏi thì ăn được. Mình thấy nó có vị cũng khá là ngon ngon á, cũng lạ lạ miệng, ăn cũng ngon. Chín nè. Mình sẽ ăn trái chín và cái trái đã khô nha mọi người. Mình sẽ lấy hạt ở trong, bên trong cái ruột đó mình ăn. Thường là người ta phơi cái hạt này xong người ta rang lại. Thì nó có cái món đặc sản là hạt bàn rang của Côn Đảo. Côn Đảo nha mọi người. Ngốt hả? Ây da. Ôi mọi người ơi, vậy bạn. Người thấy ngọt không? Mình sẽ ngọt mình rất là khó tách ra nha, không dễ đâu. Lần đầu tiên tách được cái này luôn á, đủ. Lần đầu tiên tách được luôn á. Có như đây người, rất là khó tách nha. Bởi vì ta đánh mắt là phải rồi. Đổ mồ hôi sôi nước mắt. Mình tách được 6-5 hộp mọi người, 6 hộp mọi người. Rất là cực nha, không biết ta có cái kỹ thuật gì mà người ta làm ra rất là nhiều mà một bịch ta bán. Như giờ mình ăn mình cảm nhận cái ở trong của trái bàn nó như thế nào nha mọi người. Rồi, tách ra là khó luôn. Thử mang cái đó đi. Đây. Bé béo. Kiểu như nó thơm quá, cứng cứng. Mọi người biết cái gì cái củ hủ dừa không, nó thơm hơn, nó ngon hơn nha mọi người. Đúng rồi, nó từ từ như củ hủ dừa vậy đó, cực kỳ thơm. Béo mà rất là béo. Mình ăn nó giống như kiểu như nó có nước hơn hạt dưa á. Xin ăn luôn, ngon nha mọi người. Nói chung là cái hộp ở trong cái ruột của trái bàn nè ngon. Còn mà trái bàn để ăn không về chấm muối ớt thì chát, đắng với lại khó ăn nha. Mà mọi người chỉ mình thử cái cách lấy của cái này sao. Nếu mà lấy dễ thì mình lấy mình gan mình ăn ngon á. Đập hồi mẻ cái dao.